anh rất là tin em nhá. Tin em đắm nhiều là thương nhiều lắm, nhưng bây giờ em ở nhà em chăm sóc vợ anh giùm anh nghe chưa? Có vấn đề gì thì gọi anh nhá. Thấy chưa? Anh cứ yên tâm. Vợ anh thì nhà cứ để em lo. Xin chào mọi người, quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh Quốc Hải Official. Thì giới thiệu với mọi người, đây là em Hà Thành. Hello mọi người nhá. Thành viên mới của team, cũng là editor chính của gia đình bây giờ. Thì hôm nay là mình làm clip cô con. Nhìn điện thoại đi, điện thoại nó nhà nó có nóc. Chết bây giờ, lão quen thói. Nghe không? Thơm nào lên. Bây giờ là các bạn tôi thông báo mọi người là em Thành thì sẽ chuyển về ở hẳn với vợ chúng tôi luôn. Với con máy ra. Thì ngày mai là mình hôm nay là mình làm cái buổi ăn, buổi chia tay kiểu là, tại vì sắp tới mình sẽ về Sài Gòn mình quay MV Muộn Bờ với anh á, với mình thu âm với mình về diễn ở đó mấy show nữa. Thì sắp tới thì mình về khoảng tầm 15 ngày đó. Mình có chuẩn bị này, gà nướng này. Đấy mọi người, máy camera quay sang đây. Gà mình vừa nướng xong. Đấy này mọi người này. Ui giời, giòn đứt này. Đó. Tôm nướng. Đây. Nghêu hấp thái. Ê xa. Tí nào. Nha, mình tự làm hết đấy. Là cũng là chào đón thành viên mới, đây là em Hà Thành. Thì thế này, mình mai là mẹ của Trang cũng bị đau xương khớp ấy. Tức là mình cũng chở mẹ Trang về Sài Gòn, mẹ vợ của mình ấy. Đây hiện tại mình đang ở nhà mẹ vợ mình về Sài Gòn để còn khám chữa bệnh nữa. Thì anh Hoàng là anh của vợ mình ấy đang quay clip này. Thì về sẽ về cùng. Thì chắc thời gian tới là chỉ có hai chị em ở nhà thôi. Thấy chưa? Thế nên là anh thì anh rất là tin em. Thành thì nó lo mình à? Ừ, anh rất là tin em nhá. Tin em đắm nhiều là thương nhiều lắm, nhưng bây giờ em ở nhà em chăm sóc vợ anh giùm anh nghe chưa? Có vấn đề gì thì gọi anh nhá. Thấy chưa? Anh cứ yên tâm. Vợ anh thì nhà cứ để em lo. Ừ, làm sao mà làm đấy, còn nó mà trốn bỏ nhà đi đâu trai, nó đi đánh bài thì báo anh nghe chưa? Hả? Không phải đâu mà. Ừ. Trai đâu mà. Mình đi mười mấy ngày á. Thế cho nên là chuyển. Hả? Cho nên là mình hơi bận. Con với nam à? Anh có vấn đề gì gọi cho anh liền thôi chưa? Còn tiền bạc cái thứ thì vợ anh lo và xe cũng có ở nhà rồi. Đó, nhá. Anh yên tâm em gọi anh đâu. Cái tiêu tôi chính là mình sao sắp tới quản lý mình nhiều cái đấy. Thì hai chị em chào nhau, bắt tay nhau cái đi. Chị em Thành là bằng tuổi đúng không? 2000 đúng không? À, con vợ anh là 94. Mọi người ạ, vợ mình 94, 2000 nhưng mà mình ra ngoài phải bảo 94 người ta vẫn tin. Đấy, đây, mọi người gọi sát ở đây này. Đó, món nghêu hấp xả là mình nghêu thái, mình người có uy tín không? Đây, xả quay sát tí camera. Đấy, nhìn sẽ béo ngọ, béo mọng không? Hát lên này. Đấy, đây, gà là mình tự quay luôn. Mọi người này, xé ra cái cánh nó cho vợ ăn này, có thích cánh đúng không? Ây da, giòn rụp. Ăn trước ngại lắm. Này, thôi, cho vợ ăn trước này. Ăn trước đi. Ăn trước ngại lắm. Thôi, ăn đi, ngại cái gì, há mồm nữa. Rồi, ăn giỏi nghe chưa? Coi nhà bảo ban em đấy nhá. Nướng đúng không? Đây, thử con tôm anh nướng đi. Tôm là đang ăn, đây con tôm này ăn nướng đi. Kiểu anh thơm chưa? Đó, tôm nướng nữa. Thôi bác camera thì chịu khó một tí nhá. Mọi người sắp vào đây này. Mình xé cái da cho mọi người xem này. Ở ngoài quán làm sao quay bằng ngon bằng mình được. Mọi người nhìn nhỉ? Thấy chưa? Giòn rầm rập. Này, sắp lại tìm nữa đi, sắp lại tìm nữa đi. Đây, mọi người đây. Đấy, trời. Ngon cực cú mèo. Giòn rùm rùm. Nào, thấy tay nghề của anh sao? Cay à? Ngon mà cay. Cay à? Cay thì để ấy đi. Mình tranh thủ là mình bây giờ là gần 6 giờ chiều này mọi người này. Mà trời ở trong này vẫn đẹp mọi người. Bác Hoàng quay cho em một đoạn đi. Đấy, xe mình đậu đây này. Đúng trời màu tím luôn. Chất chưa? Đó. Thì trời thôi chắc cho bỏ nghêu xuống đi. Trời đấy cũng gần tối rồi, chắc là mình ăn khoảng tầm 7 giờ tối đó bắt đầu mình lên đường á, một tiếng nữa. Để mình lên đường để sáng mai tới kịp để mẹ mình kịp bốc số ở bệnh viện Chợ Rẫy để còn bốc thăm, để còn khám. Hả? Buồn à? Tôi chỉ mà buồn, ở nhà có em Thành. Em được mà buồn. Ở nhà có em Thành em chăm sóc cho. Mà thằng này nó uy tín mà, thằng này thì nó đồng bóng ấy. Em cũng buồn không được chồng đâu. Tắt bây giờ thì nó đi. Chồng đi bây giờ để còn anh còn đi quay MV Mượn Bờ với anh nữa. Khán giả đã chờ ở bao nhiêu lâu rồi. Đi với cô nào? Làm gì đi cô nào mà vớ va vớ vẩn. Đấy. Khán giả người ta chờ bao lâu rồi. Trời, phải chịu khó đi nhá. Nên ở nhà nghe lời anh. Thành rồi có gì hỗ trợ cho anh nghe chưa? Hả? Cái trời người nóng lắm rồi này. Chồng đi được ai nông chồng? Chồng đi có mấy con lau rồi, yên tâm không phải lo. Chỉ lo là kênh YouTube để video edit cho anh nghe chưa? Facebook em này là Hà Thành nhá.
Và sắp tới thì mình sẽ lập cái kênh YouTube và page TikTok là tên là Hà Thành luôn. Thì mọi người nhớ đăng ký subscribe ủng hộ em đấy. Và em này thì trước kia cũng có nhiều clip viral lên trên TikTok và Facebook, cũng có nhiều clip nó tới mười mấy triệu view ấy. Đó. Nên là mọi người nhớ ủng hộ em đấy. Em này có là nhiều content hay mà cũng cực dâm luôn. Có đốm ấy, cũng bị lếu lều đấy. Mày lếu lều ai, đừng lếu lều vợ anh nghe chưa? Lếu bật đúng không? Chết anh nhá. Uy tín thầy cơ mà. Nhà thì hai chị em bảo ban nhau thôi mà sống nhá. Thôi. Chắc mình dừng đây đợi tí mình quay tiếp nha. Bây giờ mình tranh thủ mình ăn thì đã đồ ăn nó nguội rồi. Xin mời mọi người. Này, ăn đi. Bác camera chắc thèm. Bác camera ăn đi, bác camera ơi. A few moments later. Thôi. Đến giờ rồi. Ở nhà thôi chăm sóc cho chị giúp anh nhá. Anh đi cẩn thận nhá. Cái gì? Thế bây giờ phải đi quay MV cho khán giả người ta coi chứ. Đi sao sao mập gì mà. Thôi rồi, chúng thiếu. Thôi ở nhà coi có gì vấn đề thì gọi anh đi cho. Thôi anh đi đâu? Đi chị Trang nhà cái điểm lo cho. Bây giờ anh đi chăm chủ cho mai còn tay vi nữa em tiếp rồi. Nào anh nhìn Vinh này, nhìn chiêu đá phúc thần chủ này. Đấy anh đi không phải mang giày. Đi có rất khó một vài thôi. Thôi được rồi nè. Thôi, vào trong nhà ngủ với trong con đi. Tạm biệt. Thôi, ở nhà trong con chú về. Nhà đi, nhá. Chú về. Nhá, nó đâu? Ui, em giỏi. Đi con khám. Hả? Buồn à? Hello mọi người. Chắc là ăn Tết xong là mọi người có người thì tăng cân này, có người thì lên này, có người thì ăn nhiều đồ nóng là bắt đầu mụn đúng không? Đi chơi nhiều bắt đầu đen và thâm nữa. Thì không cần phải lo, có Hải giúp giải quyết hết tất cả vấn đề luôn. Đấy. Thì mọi người đã biết là hơn 1 năm nay Hải cũng kinh doanh sản phẩm tên là bột yến mạch trị mụn trắng da và bột tăng cân, dinh dưỡng tăng cân và giảm cân của VQH, thương hiệu của Vũ Quốc Hải luôn. Thì mọi người đã biết là sản phẩm bột yến mạch trị mụn trắng da thì 100% từ thiên nhiên và nhập khẩu nguyên hộp từ Úc, và về Việt Nam mình đã đăng ký giấy phép kinh doanh của sản phẩm và mình đã có giấy chứng nhận an toàn của Bộ Y tế. Thì mình mới dám bán và mình đóng bịch một cái bịch này. Một bịch này rất là đẹp này, mẫu mã nhìn đẹp không? Và đây là có cái thương hiệu của mình là VQH là Vũ Quốc Hải luôn. Cái bột yến mạch này thì như mọi người đã biết là hơn 1 năm trước thì Hải cái thời đi hát rong á thì mặt Hải rất là đen, nhiều mụn và còn thâm nữa. Thì Hải sử dụng cái bột yến mạch, bột combo cái sản phẩm này thì một hai bịch là mình sẽ đã có trắng da và trị mụn xong rồi. Đó. Và ai mà có muốn là cải thiện cái làn da trắng hơn này, trị mụn này, trị thâm này thì đến một trực tiếp cho mình sẽ tư vấn về sản phẩm là bột yến mạch trị mụn trắng da này nhé. Đó. Và đây là sản phẩm là rất là tâm huyết của Hải, dành gần 1 năm trời để Hải nghiên cứu và Hải cho ra sản phẩm, đó là bột ngũ cốc dinh dưỡng VQH. Mọi người thấy mẫu mã nó đẹp không? VQH là cái thương hiệu của Hải và tên công ty sau này luôn. Thì bột ngũ cốc này á thì được rất là nhiều người nổi tiếng tin dùng và đã phân phối sản phẩm rồi, giống như anh Lưu Tuấn Anh này, em Lê Trung Hoàng và em Phạm Việt Anh và rất là nhiều người khác đã tin dùng và phân phối sản phẩm này, bán được rất là nhiều đơn hàng. Đấy, thì sản phẩm này tốt thì mới rất là nhiều người bán hàng. Nhưng mọi người đã biết là giống như vợ mình đây, con mái già đây, để được đúng 15 ngày uống hai hộp này, sữa rất là nhiều cho con bú. Và thứ hai lấy lại dáng rất là nhanh. Đó, sản phẩm này thì nó giúp mình là hấp thụ chất dinh dưỡng tốt và nó giúp mình tăng cân và giảm cân hiệu quả luôn.
combo 2 trong 1 đó. Và ai mà có nhu cầu mà có muốn trắng da trị mụn hoặc là muốn tăng cân và giảm cân thì mua một combo, mình sẽ free ship và mình khuyến mãi cái máy già mình luôn. Thì mọi người inbox trực tiếp cho Zalo mình để dưới màn hình hoặc là inbox trực tiếp fanpage, đội ngũ của mình sẽ tư vấn 24/24. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng. Bye bye mọi người.